Rồi là tự nhiên em xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ mình Tổ quốc. Hôm nay em tiếp tục lên cho anh em một clip gồm 8.000 câu nha anh em. 8.000 câu này thì 8.000 câu chiên cho lua. Có lua mực, có lua cá lóc, có lua suối, có 4 cây bên đây sẽ là 4 cây máy ngang và 4 cây bên đây sẽ là 4 cây máy đứng. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi anh toán, nếu hàng lỗi hoặc không giống clip em lên thì anh em trả về cho em. Rồi cảm ơn anh em. Đếm lên cho thứ nhất cho mình tham khảo. Cây thứ nhất là một cây cần lua máy ngang. Cây này cây cần này của Tika nha anh em. Cây này China xuất nội địa Nhật. Phen là phen hãng. Đây, cái phần này nó chưa bóc cao su luôn. Cây này chưa qua sử dụng nha anh em. Nó chưa bóc miếng ni lông ra luôn. Ngoại hình thì mới tinh, không xước xát gì nhiều hết. Chỉ nó đi khá là đẹp nha anh em. Đó. Hàng nguyên zin, nguyên kiện, không lỗi, không độ cháy. Chất liệu sẽ là chất liệu carbon nha anh em. Cây này dài 2m1, độ cứng nó để trên đây là tầm khoảng 20-60, từ 20 đến 60. Đó, hàng này hàng China, xuất nội địa Nhật. Tem xuất đã rõ ràng. Cây này thì dài 2m1, nặng 150g, đọt 1,4 L. Đó, độ cứng tầm khoảng 20 20-60 nha anh em. Cái lùa nó không để độ cứng tải dây tải mồi thì em không đọc. Hàng khá mới nha anh em, đọc là đọc tháp. Khá mới khá ok. Rồi giá rẻ bèo nhèo luôn. Giá cây này là 450k nha anh em. Đó. Càng còn khá mới khá ok anh em. Đây test cho anh em xem luôn. Cần khá ok nha. Rồi, giá công khai thứ nhất là 450k nha anh em. Tiếp theo sẽ là cây số 2. Cây số 2 là một cây cắn máy ngang, cán súng. Đó. Bát cũng khá là ok nha, nhìn khá đẹp đó, cây cán súng. Cầm vô chắc tay. Cây này là một cây hàng của Daiwa. Hàng Daiwa, cây này cây Daiwa Phantom nha anh em. Cây này 2 da. Đây thông số tải mồi, cây này tải mồi từ 7 đến 21 g, tải dây từ 8 đến 20 lb, độ cứng là M. Cây này nặng 120 g, dài 1m68, đọt 2,2 L nha anh em. Đọt 2,2 L, độ cứng M. Đây, hàng chất liệu là carbon 2 da, hàng còn khá là mới nha anh em. Báo là bắt dẫn đây qua Phantom. Tải mồi đây, độ cứng mờ, hàng sản xuất tại Taiwan, xuất nội địa Nhật nha anh em. Đó, giờ 1m68. Hàng thì hàng carbon 2 da, sáng ít toàn thân nha anh em. Phen là phen Fuji. Phen Fuji lỗ xít khá là đẹp nha. Carbon 2 da sẵn ít toàn thân. Sẵn là sẵn tới ngọn nha anh em. Hàng nguyên zin, nguyên kiện, không độ cháy. Cây lùa máy ngang, cán súng nhìn khá ok, khá đẹp nha anh em. Đây, test ra. Nhìn khá là bắt mắt nha. Rồi, cây số 2. Cây số 2 giá công khai là 700k nha anh em. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 là một cây cần của Tem Đai Qua, một cây hàng thương hiệu cực kỳ nổi tiếng nha anh em. Đó, Tem Đai Qua. Đây, những cây nó đóng đít thế này thì xịn sò rồi, khỏi bàn. Cái này chất liệu là chất liệu carbon, hàng ta hàng đây qua. Đó. Cái này được sản xuất tại Thái Lan, hàng Thái Lan sản xuất thì nó không bao giờ thua kém hàng Nhật luôn nha anh em. Đó, mã code của nó đây. Cái này tải mồi từ 8 đến ở lòng, tải dây từ 8 đến 17 lb nha anh em. Tải dây từ 8 đến 17 lb, nặng 130 g, dài 1m8. Đọt 1,9 L, tải mồi từ 7 đến 21 g, độ cứng là M.
Cây này độ cứng là mờ, khoen bát nè, cái bát cực kỳ đẹp không? Đó. Cái bát này nhìn cho đủ phê rồi đừng nói câu. Bát cực kỳ đẹp nha anh em. Bát hãng nha anh em, bát hãng của Tây Hoa luôn. Bộ phen hả anh em, phen này thì phen hãng luôn nha anh em. Đó. Phen hãng lỗ xít. Nhìn bộ nhìn cái phen này rất là ngầu nha anh em. Bán hàng soi cho anh em soi kỹ luôn, xem kỹ luôn. Buông ở đây, buông dạng buông chống sắn nha, buông chống sắn máy ngang. Độ cứng mà. Cái này cái tem đây qua, ngoại hình khá ok, đó, không lỗi, không độ chế gì hết. Khúc nối nó thì nó sẽ có hai khúc nha anh em, đây anh em nhìn kỹ trong đây nó. Đây. Đó, sẽ có hai khúc để cho anh em chắc luôn. Đó, như bên đây. Ghim vô cái nữa. Đó, ghim được hai lần nha anh em. Bao chắc. Càng khá đẹp nha anh em. Đây, nó không độ chế nha anh em. Đó, được hai khúc ghim nha. Để cây nó nối chắc hơn. Rồi. Giá công khai cây số 3. Giá công khai là 850k nha anh em. Càng gần gấp là ok nha anh em, ngoại hình trên 93%. Tiếp theo là một cây hàng đẳng cấp. Ok, cần của máy ngang nha anh em. Hàng Fanvit nha, Fanvit con đại bàng. Anh em nào đã chơi qua máy ngang, chơi qua cây này thì biết hàng chuẩn đẳng cấp luôn. Cán là cán bằng. Này, nó đóng dưới đây luôn, đó, Fanvit. Phen là phen Fusigon anh em, carbon là carbon sẵn hay già sẵn chìm. Đó. Đây Fusigon lỗi xứ nha anh em, lỗi xứ xít. Cái này thì ngoại hình như clip thôi, không xước sát gì nhiều hết. Bugon luôn nha anh em, Bugon là Fusi luôn nha anh em. Đó. Hàng phụ xi nha, cây này thì bao lỗi lầm, bao hỏng hóc luôn. Đó. Hàng thì bán thì bao độ chế luôn, cây này nguyên zin nguyên kiện. Cây này dài 1m98, nặng 140g, đọt 2 ly nha anh em, đọt 2 ly 2, tải mồi từ 7 đến 28g. Tải mồi từ 7 đến 28g, tải dây từ 12 đến 20 lb nha anh em. Đó, từ 12 đến 20 lb. Giá cây này là 1,8 triệu. Cây này được sản xuất tại Taiwan nha anh em. Đó, sản xuất tại Taiwan, tải dây từ 12 đến 20 lb. Dài 1m, dài 1m98. Tải mồi từ 7 đến 20g, 28g, độ cứng là mờ nha anh em. Càng khá ok, khá đẹp á. Nó này, nguyên cây nữa này. Đẹp anh em, đẹp. Rồi, cây số 4, giá là 1,8 triệu nha anh em. Đó. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 là một cây lua máy đứng. Đó. Cây này là một cây cần hàng của Korea xuất nội địa Nhật nha anh em. Đó, Korea xuất nội địa Nhật. Cây này dài 2m27, hai khúc. Cây này thì nó không để thông số nên em bó tay, không đọc. Có mã code đàng hoàng nha anh em. Đó. Cây này thì dài 2m27, nặng 160g. Đọt 1,8 ly. Nếu em test độ cứng là độ cứng rơi vào tầm khoảng L nha anh em. Đó. Độ cứng tầm khoảng L. Ngoại hình thì như clip thôi. Đó. Có đối trọng nha anh em. Làm khá đẹp á. Carbon thì sẵn thì anh em trong clip mình em có thể thấy. Phen là phen Fuji nha. Đó. Đóng chữ Fuji đây nè. Bát là bát Fuji luôn. Carbon thì sẵn.
sáng nổi nha anh em. Đó. Phen ok hết. Không lỗi lầm, bao lỗi lầm bao ống hấp. Đây, phần keo này đây nó bị nắng chiếu vô nó bị gỗ chút. Không sao. Bao chắc luôn á. Bao chắc bao đánh hư luôn á. Đây, phen là phen Fuji. Bô là bô Fuji chống sẵn nha anh em, đó. Bô chuẩn của Nhật luôn á. Cái này khá ok anh em. Khá cảm giác á, cái này đánh cảm giác bao phê. Rồi, giá công khai cây số 5 nha anh em, giá công khai số 5 là 600k. Đó. Phen nào, đó, phen được 3 này. Tiếp theo sẽ là cây số 6. Cây số 6 là một cây cần của Shimano. Cây này cái Bass One HG. Cây này tải mồi từ 1 đến 4 gram. Cây này tải dây từ 2 đến 6 lb. Cây này dài 1m72, 1m74, nặng 100 g. Đọt là một ly 5. Cứng là cứng tầm UL nha anh em. Đó, cái này chuẩn UL nha. Cái này chia cho em lô suối nè, lô suối đánh gô vi, đánh cảm giác. Cái này giờ một ngoại hình khá ok, phen là phen Fuji. Đây, phen Fuji nha anh em, đông chữ đây. Cái này được sản xuất tại Korea. À, hàng Shimano sản xuất ở Korea, xuất nội địa Nhật, mã code này đây anh em đầy đủ nha. Bát bát thẳng. Để xem có đông chữ Fuji không. À, bát thẳng của Shimano nha anh em, tem xuất nội địa Nhật đầy đủ, chất liệu là chất liệu carbon. Shimano đây, cái phần này nó bị xước xát nha anh em, nó xước xát có thời gian. Rồi, cây này thì bao lỗi lầm hỏng hóc nha anh em. Anh em về kiểm tra hàng mà thấy lỗi thì anh em gỡ về cho em. Rồi, cây số mấy? 1 2 3 4 5, cây số 6 giá 650k nha anh em. Đó. Khá đẹp á, cây này đánh suối ok. Đánh nu là đánh cảm giác. Test độ cồng luôn. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 là một cây cần Shimano, nội địa Nhật, hàng carbon, sẵn hay da. Anh em, sẵn chìm nè. Đó. Cây này dài 1m80, 1m98, nặng 130 g. Đọt 1 ly 9 nha anh em, đọt 1 ly 9, tải mồi từ 3,5 g đến 10,5 g. Tải dây từ từ 6 đến 14 lb nha anh em. Tải dây từ 6 đến 14 lb. Cây này là cây Shimano, hàng nội địa Nhật nha anh em. Đó, hàng nội địa Nhật. Giống như cây này là những cây Shimano đời đầu. Bát ở đây. Đó, bát nó dặn thì nó sẽ thọc ra thế này. Đây nè, đó. Cán này cán 3 khúc nha anh em. Bát là bát Shimano. Đây. Cái này ngoại hình nhìn khá ok, xước xát ít thôi. Carbon thì carbon sẵn. Sẵn chìm nha anh em. Tem đây, tem nội địa Nhật nha. Chiếc lá con gì á,
Fan là fan hãng nha anh em, fan em không thấy đóng chữ Fuji. À, Shimano nha anh em. Tem tem vàng luôn á. Ngoại hình khá ok á. Rồi, giá công khai cây số 7. Giá công khai là 750k nha anh em. Cây Shimano nội địa Nhật, dài 1m8, 1m95, 1m98 nha anh em. Đó. Giá pre cho anh em xem. Khá ok cho anh em. Cứng lời nha anh em, khá ok. Rồi, tiếp theo sẽ là cây cuối cùng, cây số 8, một cây hàng chuyên cho anh em lô mực nha. Đến zin zin mực. Cây này hàng của China sản xuất nha anh em. Bát đây, bát Fuji. Đó, bát dặn. Cây này độ mới tầm khoảng 95%, chưa qua sử dụng nha anh em. Đó, tầm khoảng 95% nha. Đó, phần đầu ở dưới nó là được độ một miếng tràm nha anh em. Giọng xuống cái độ đàn hồi nha. Bát bát Fuji, fan là fan Fuji nha anh em. Cây này là một cây cần của Boy Boy Barra gì đó, SB. Cây này là chuyên cho anh em đi lua mực nang nha anh em. Đó, con mực nang đây. Cây này tải dây là dây BE từ 0.4 đến 1 nha anh em. Cái này là thông số tải chì. Tí em đọc thông số tải chì. Em soi ngoại hình cho anh em xem. Khá đẹp nha anh em. Phen đề ba nó là phen Fuji nòng súng. Bu là bu Fuji chống sắn. Đóng chữ Fuji đây. Khá đẹp á. Cái này đánh mực nang thì bao rồi, bao im. Cái này tải zin zin mực thôi nha anh em. Đó. Anh em có thể đánh lóc cũng được. Khá đẹp á, không xuất sắc gì hết. Hàng China xuất nội địa Nhật. Rồi, cái này nặng 100g, dài 2m4. Đọt là 1 ly 3, tải mồi á. Tải mồi thì em tính theo thông số của cần á, tải mồi từ 7,5g đến 13g nha anh em. Đó. Giá là 1,1 triệu. Cái này chia cho anh em đến mực nha anh em. Đó, đến mực. Đọt nó khá ok á. Cây máy ngang, máy đứng nha anh em. Cây máy đứng. Đọt khá dịu. Phen là phen Fuji. Phen điều 3 là phen Fuji nòng súng. Cực kỳ đẹp luôn. Ráp vô cho anh em xem. Quá wow, ok. Rồi, cây số 8 giá 1,1 triệu. Đó. Rồi đó tổng cộng 8 cái cần em lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào có thể chốt để số điện thoại nha anh em. Em sẽ tự động liên hệ với anh em. Đó, MagicCat. Rồi, cảm ơn anh em.